Hello mọi người, chào mừng bạn đã quay trở lại với Ba Anh nha. Thì ngày hôm nay nó vừa cập nhật xong, nó lát bài nó khố luôn bạn. Thì đây là cái sảnh chờ tiết rơi nha mọi người. Ok, thì cái cập nhật nữa thì nó là cái gì nhỉ? À, đây cái VVVIP, nó có một cái VVVIP mới nữa. Ủa, cho nên là mọi người vào tìm hiểu nha. Trời ơi, cũng khá là đẹp chứ bộ. Đấy, và trong phần gì ta, nhiệm vụ hàng ngày á, là nó sẽ có một cái huy hiệu nào đấy. Là cái huy hiệu này nó sẽ quy đổi đồ nha mọi người. Ok, đợi tí nữa mình sẽ chỉ mọi người cho thì cái huy hiệu đó thì nó sẽ ở trong cấm trại nha mọi người. Ok, thì tiếp theo đi chính là gì nha, ở trong phần trang phục nó có một cái gì mới các bạn. Ủa, nó có đồ mới các bạn, có vẻ là khá là ấm áp các bạn ạ. À, ok, gì đây? Quay mái tóc chắc thế nhờ, chắc như nó cắt các bạn ạ. Cái gì đây? Quá, cái đầu tóc á, cái đầu tóc mà chỉnh lên trời thế này. Quay, một đồ tầng lọc 130 âm cương. Quay, một cái gì nữa nha. Quay, mấy cái áo đây cũng đẹp phết. Ủa, cái đầu tóc đây đẹp nhờ. Ui, cái áo này vãi cái nồi á. Cái áo này được bữa nữa mình đủ tiền thì sao mình mua nha. Trời ơi, cái áo này hay thật sự các bạn. Trời ơi, tính ra là cập nhật xong mày có những cái bộ đồ mới, sự kiện mới và là cái áo mới cũng khá là ấm áp nha mọi người. Xịn chưa kìa, và cũng khá là hợp lý đó mọi người ạ. À, cái tiếp theo đi chính là trong phần tặng quà, nó có những cái món quà mới này. Quay, có một chiếc xe tầng lọc nào đấy, có thể chở đi sao đây. Quay, nói chung cũng khá là hay ho thế nho. Rồi, thì nói chung là ở trong phần tặng quà hình như là game nó bị lỗi, trong phần hiện tại là bạn bè online nó bị lỗi chỗ đó mọi người ạ. Ok, tiếp theo đi chính là nữa là cái gì nhỉ? À, mấy cái bộ đồ, mấy cái sự kiện tin tức này mọi người thể tìm hiểu nhé. Rồi, quay vấn đề về chính nha mọi người, thì về nhà thì có một cái ánh đèn nữa nha. Thì nó bây giờ hồi xưa là nó chỉ có ba đèn thôi, là sáng, chiều, tối. Bây giờ là có một đống đèn luôn. Trời ơi. Đấy trời, màu trắng nè, quá màu đen nè. Trời ảo thật sấy trời. Ông bữa nào mình trong nhà mình có 60 người á, các bạn đang leo tháp á, mình bật đèn lên rồi xong mà tí đủ các bạn gần tới đất á, kiểu như thế đó, đang leo dưới chân tự nhiên mình tắt đèn, đen thui tôi lùi rồi. Các bạn chắc các bạn cũng cay cú lắm á nhờ. Trời, cái đen thui thế này mà leo tháp sao được, thậm chí đen là một đen còn hơn đen, cực kỳ đen luôn mọi người ạ. Trời, bữa nào mình làm thử, mình troll thử kiểu như là mình đang bật sáng đấy. Còn mấy cái này là cái gì? Ủa, cái nhạc đâu ra vậy, cái nhạc đâu ra vậy nhờ? Tắt nhạc chỗ này ta, từ không cài đặt, bấm vào phần tắt. Ok, tắt cái đây được nha mọi người. Rồi, cái tiếp theo đó chính là phần hành động nha mọi người. Thì sập cập nhật được nó có hai cái hành động mới, đó chính là hành động 2022 với lại hành động Giáng sinh gì đó, ba la vâng. Đó, hành động 22 cũng khá là đẹp nha, để mình mua thử cho mọi người xem nha, cũng khá là vui thí. Hình như là ngồi hai hành động nó ra, hình như vẫn chưa có hành động nào mới với các bạn. Đấy, mỗi cập nhật thì nó có hành động khá là vui rồi đó. Rồi, tiếp theo thì vấn đề về leo tháp nhà mình, thì mình hôm qua mình có xây cái bảng leo tháp để cho các bạn có động lực leo. Thì ở trên tên thì có ba cái tên cực kỳ là quen thuộc, các bạn đã biết tên bạn bảo biết một trong ba tên này, bạn bình luận phía dưới cho mình nhé. Trời ơi, mình đỡ tên như này kiểu như là có động lực các bạn leo, nhưng mà thiệt ra thì mình kia nhà mình vẫn chưa xây xong, mình xây cái bảng này cho nó kiểu như là động lực thôi, thì sau này có gì mà xếp hạng cho mọi người cho nó vui vẻ, với lại cũng có thưởng nữa. Ok, được chưa, hợp lý chứ mọi người. Trời ơi, ok, tiếp tục cho mọi người. Rồi, trong phần cấm trại hồi nãy mình có nói huy hiệu màu xanh xanh á, thì trong phần đó thì nó sẽ có những cái gì nhờ, có những cái hộp quà và có sự kiện đây. Đây, phần quà đổ quà nha mọi người, dành huy hiệu đó mọi người đổ quà, và mọi người nếu mà dành nhiều có thể là mua nhiều ở dưới phần dưới thì có thể đổi được một chiếc xe. Đây là nãy bây giờ mình sẽ đi lượm mấy cái cục này cho mọi người xem nha. Thì nói chung là cái mọi người bấm vô cái thằng nó. Ủa, gì đây? Pháo hoa. Đâu, cái nào mắc tiền nhất nha? À, không mắc tiền quá các bạn ơi. Đợi mua cái rẻ nhất đi chứ bây giờ không có tiền bạn. Ok, rẻ nhất là 60 tiền sao này. Ok. Rồi, ok, bán cho mọi người. Rồi, đập trong phần ba lô nha mọi người. Đúng rồi. À, trong phần ba lô, xong rồi bấm vô cái dù, xong rồi bấm vô đây. Ok, 1 2 3 bán nha. À, chuẩn bị bán nha, chuẩn bị bán lên này. 1 2 3. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Ủa, tôi tưởng bán lên mà ai ngờ quẹt mấy đường cơ bản hả? Trời ơi, mình tưởng cái cây này nó bán lên, ai ngờ nó quẹt. Quá cả nồi. Ok, để mình mua cái gì nhỉ? Cái 150 kim cương, lộn 150 tiền sao đi. Rồi, đã hết tiền sao rồi còn bắt mua mấy cái này nữa, khổ thân chưa. Rồi, cái này là không bán được rồi thôi, cái này bị quẹt nữa là thôi nghỉ. Ok, mày quá không quẹt nữa các bạn. Ok, lên rồi nè. Đấy, ôi khá là đẹp nha mọi người. Trời ơi, hợp lý nha. Đấy, bán lên nè. Rồi, ngồi xuống bán hành động bán được không ta? Ừ, không được các bạn ơi. Ok, hết rồi nha mọi người. Thì bây giờ thì chắc bây giờ mình đi tìm mấy cái hộp. Đấy, thì trong này nói chung là mấy cái sự kiện nó rất là chi là hot nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ lên bật xe lên đi tìm mấy cái hộp đỡ hi hiệu nha mọi người. Đấy, thì mấy cái hộp đó thì mọi người dùng xe đỡ đi cho nó nhanh nha. Thì mình đi lòng vòng thì sẽ thấy mấy cái hộp đó đây. Hình như mình thấy một cái đường, mình thấy một cái đi bên đây nè. Đây nha các bạn ơi, đây rồi, đây đó. Thì mấy cái hộp này mọi người lại đây gần tìm nha, để mọi người bấm vô nút đó. Trời ơi, bấm vô nút đây đó, xong rồi đi tìm mấy cái hộp khác. Hộp đây nữa nè, đó, ba hộp rồi nè. Mình được ba hộp rồi, kiếm đủ 5 hộp thì nó tự động chỉ đường mình lại gần đó nha mọi người. Ok, thì bây giờ đi đâu ta, bây giờ hộp đâu rồi? Ủa, sao không có hộp nữa, hết rồi à?
Trời ơi, không sao không sao, mà đi một vòng là sẽ chắc chỉ có. Qua chỗ này nhiều lắm nha. Cái chỗ này nhiều hộp lắm. Ok. Đấy, mình thấy cái hộp rồi. Mình thấy một cái hộp màu xanh xanh rồi, đó. Ok, lượm cho mọi người. Rồi, ok, bây giờ tiếp một hộp nữa. Quay nói chung là ui, đây hộp đây. Đó, ui tiếc rơi quá trời, không biết tiếc nó có ảnh hưởng về lag game không nữa. Thì mong mà đừng có lag nha mọi người. Trời ơi. Ui, tháp vô cực thì nó cũng chỉnh mấy cái một tiếc này cũng khá là cute chứ bộ. Ok, thì giờ mình lại gần chỗ thằng này nha. Thì mình sẽ nhận nha mọi người. Ok, mình sẽ bấm vô cái con tầng lọc nha mọi người. Bấm nha mày, bấm vô con tầng lọc mới nhận được nha. Rồi, bấm vô đây rồi. Ok, thì bấm người bấm quảng cáo thì được x3 nha mọi người, x3 luôn, chứ không phải x2 nữa đâu. Đấy, rồi mọi người vô đây đổi nè. Hiện tại mình có 110 thì mình đủ một cái này nè. Thì bây giờ mình nên mua gì ta? Nên mua gì nhỉ? U, vẫn chưa được gì hết trơn. Bây giờ mình mua xì cái gói rẻ nhất đi. Bây giờ mình sẽ mua cái gói rẻ nhất để cho mọi người xem thử. Thì mua xong thì nó sẽ hiện một cái cục, một cái thanh á. Cái thanh nó sẽ, nếu mà thanh mình mọi người mua full nó, cái thanh lên càng cao, mọi người có thể được cái xe mini gì đó, xe mini giáng sinh cho mọi người. Ok, thì đó là những sự kiện ổn, thì đó là những bản gặp nhật tiết rơi đã ba la, nói chung là cũng khá là mình thấy cũng được đấy. Thì các bạn xem clip mọi người đừng quên để lại 11 like cũng như là một đăng ký kênh nha các bạn ơi. Thì cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Ok, tụi mình chơi thêm một tuyệt trò chơi nha mọi người ơi, chơi thêm cái dáng mà hồi nãy mình vô tuyệt trò chơi mình tưởng tuyệt chơi nó có gì mới, nhưng mà nói chung là vẫn bình thường mọi người. Ok, bây giờ mình đi thử cái cầu kích nha mọi người. Ui ơi, cái gì đi nhanh vậy, cái gì, ui chỗ này sao, ai đi, trời ơi, qua đây, ui chặn đường lại bạn. Ui trời, các bạn quảng qua kìa, ghê vậy. Chắc do mình người lùn quá. Hôm qua mình có đào rương, mình đào được cái chân à, cho nên là cái thân mình cũng chưa có nữa. Cái đầu, mọi người thấy trên cái đầu mình không, cái đầu mình có một cái con búp bê nữa. Thì cái con búp bê này được bạn kia tặng, cho nên mình cũng đeo thử cho nó cũng khá là hấp dẫn luôn. Ok, bị ai nhảy đi. Trời ơi, bây giờ mình nhảy cá là đai đấy. Rồi, ghê, trời ơi. Trời ơi, đẹp nhảy rồi mà nhảy ngược lại. Đấy, ok, bạn này được nè, bạn này có vẻ là có kỹ năng về thì trò chơi này. Tôi thì không có đâu, tôi gặp mắt này ít lắm mọi người, trời té rồi kìa. Mà đây thì trời ơi, thì các bạn toán cập nhật này, thì các bạn thích nhất những cái trò nào hoặc là những cái sự kiện nào, mọi người bình luận phía dưới cho mình luôn. Ok, thì cảm ơn rất là nhiều. Chỗ này đây, chỗ này đi sao tránh ra. Ok, chỗ này đi sao đây, ở đây. Ui trời ơi, trời ơi, tí nữa mình đi đó, nhưng mà thôi thấy nghi quá, mình dừng lại một đoạn. Nói chung là chơi trò này thì gần hết thời gian, các bạn liều đó. Giờ các bạn đi liều đầu tiên mới còn là nhanh lắm mọi người ạ. Ok, bây giờ ai đi, trời ơi, mình phải đứng lên, mình đứng lên đeo đây cho nó chắc mọi người ạ. Đó, ví dụ có người nhảy lên đầu mình cũng khó chịu mọi người, mình cũng đứng lên. Kiểu như mình sợ té, kiểu như thế. Rồi, ui, trời ơi, xím té, trời ơi. Ai đi, trời ơi, còn có 25, trời ơi, ông nậu kia. Đi mà còn có 3 người này rồi, còn 3 người nữa các bạn ơi. Bây giờ sao, còn 2 kính nữa đây, còn 2 kính nữa các bạn ơi. Trời, bên phải kìa. Rồi, bên phải và cái kết vâng. Nghịch ngu rồi, tin người. Ôi, còn 7 giây nữa nhanh lên đi. Bạn lấy liều. Biết liều. Ok. Ui. Ok, thế mình ăn ké được hàng 1 các bạn ạ. Trời ơi. Lần đầu tiên mình ăn ké được hàng 1 các bạn ạ. Trời, ngon chưa? Đấy, mình không làm gì hết, mình không đi phá kính cho mọi người, mình chỉ cần đi sâu mình vẫn ăn như mọi người. Trời ơi. Xịn chưa? Quá xịn các bạn à. Quá nồi. Rồi cái trò chơi đây này, cái trò chơi có cái trò chơi mới nha, cái trò chơi ném tiếc nha mọi người. Ờ, nói chung là cũng đỡ hơn là không có trò chơi nào. Vâng, ok, rồi ném vô đây. Ủa, mình đỡ mình cầm cục tiếc lên cho mọi người xem nha. Thì cục nét này cầm lên tay này xong rồi mình ném nè. Ủa, nhầm mày, nắm mất rồi. Cầm lên rồi mọi người ném này. Ném, ủa, ném mà không ra cục tiếc mà nó ném ra gì vậy? Ok, mình bấm vô phòng nhiệm vụ. Ui, nhận nhiệm vụ quá trời đất này. Mọi người làm nhiệm vụ nhận được hiệu đổ qua nha mọi người. Đó, trời, được chưa? Rồi, mình cầm cục ném tiếc rồi. Trời trời, mà không thấy cục tiết đâu, vãi nồi các bạn ạ. He he, giờ bên top. Lộn, giờ mình đến top những cái mình của ngày hôm qua nha. Thì comment đầu tiên đó chính là bạn Thắng Còi cùng mọi người không ba làm nhiều video hóa thân leo tháp mãi ủng hộ anh mỗi tuổi. Mình hơi mụn, bình luận hơi mặn. Comment tiếp theo đó chính là bạn Phương Yên Nhi Chuan, vâng chúc ăn được nút vàng nữa như sức khỏe. Ok, cảm ơn anh em nha. Ok, comment tiếp theo đó chính là bạn Trăng Dễ Thương nè, đúng rồi. Anh làm về cụ leo tháp y được nè. Ok, để mình sẽ bữa nào mình làm cho mọi người xem nhá. Comment tiếp theo đó chính là bạn Tam Hà TV, chúc anh mạnh khỏe và thành công trong công việc. Anh nhớ ra nhiều video về tháp vô cực nữa nha, em còn học hỏi theo. Ủa thế à, ok, thì cảm ơn bạn rất là nhiều đã ủng hộ cho mình trong thời gian vãi kịch trưởng ra nha. Thì ok, thì đó là những cái cập nhật ngày hôm nay, và đó là những bình luận vãi gọi là cực kỳ là máu lửa luôn đó. Thì ngày hôm nay thì cập nhật như thế nào thì mọi người bình luận phía dưới mình nha. Thì mọi người xem tới đoạn này đừng quên bấm nút like cũng như bấm nút đăng ký kênh nha các bạn ơi.
Thì ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh thì bạn đừng quên bấm thêm vào chuông này nha mọi người ơi, để có thêm thông báo mới nhất từ những kênh của mình nhé. Thì còn bây giờ thì chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Hẹn mọi người vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.